Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với tin tức 24 giờ HD. Trong bản tin trong nước và quốc tế ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Bản tin đặc biệt tin nóng 24 giờ. Lãnh đạo một viện kiểm sát nhân dân quận ở thành phố Hồ Chí Minh nói thẳng chuyện rà soát loạt tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Vân không biết mình làm gì sai để bị cấm sóng. Nhâm Hoàng Khang có thể bị điều tra những gì? Chính quyền Hà Tĩnh tuyên bố bất ngờ về số tiền 40 tỷ Thủy Tiên quyên góp, cộng đồng mạng lập tức so sánh sao kê. Trấn Thành có động thái mới sau khi Bộ Công an rà soát vấn đề từ thiện, dân mạng liền có cớ mỉa mai. Trên đây là phần điểm tin, sau đây là phần nội dung chi tiết. Lãnh đạo một viện kiểm sát nhân dân quận ở thành phố Hồ Chí Minh nói thẳng chuyện rà soát loạt tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng. Quý vị thân mến, chưa bao giờ làng giải trí lại có nhiều vụ kiện tụng ồn ào như vậy, không chỉ một mà có đến 5 nghệ sĩ cùng đệ đơn tố cáo một nữ CEO. Sự việc này có lẽ là vô tiền khoáng hậu của showbiz chiếm trọn sự chú ý của công chúng nhiều tháng qua. Trên thực tế, đây cũng không phải là lần đầu tiên bà Nguyễn Phương Hằng vướng vào những vụ việc được cơ quan chức năng thụ lý. Trước đó, vợ ông Dũng Lò Vôi cũng từng gây xôn xao vì những lá đơn tố cáo nhờ cơ quan chức năng vào cuộc. Đầu tiên phải kể đến vụ kiện ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Sau lời tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã vào cuộc và xác minh đúng là ông thần y chưa chữa khỏi bệnh cho bất cứ người dân nào của địa phương. Nói cách khác, cách khám chữa bệnh của ông Yên là phản khoa học. Sau nhiều tháng tạm ngưng, vừa qua Công an TP.HCM cũng đã thông báo phục hồi điều tra vụ việc này. Đến lần thứ hai là vụ 5 nghệ sĩ lần lượt gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm mình. Hôm 4 tháng 10, Công an TP.HCM cho biết đã chuyển đơn tố cáo của Đàm Vĩnh Hưng đến Công an tỉnh Bình Dương giải quyết. Vụ việc thứ ba mới xảy ra vài ngày trước. Cụ thể, Công an TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo một số cá nhân làm từ thiện. Điều đáng nói là trong công văn được gửi đi còn nêu rõ tên một số người như Hoài Linh, Võ Hoàng Yên, Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng. Nói về chuyện Bộ Công an rà soát thông tin tố cáo cá nhân trục lợi từ thiện từ phản ánh của bà Nguyễn Phương Hằng, một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân quận ở TP.HCM đã có chia sẻ với báo Tuổi Trẻ. Theo đó, người này cho rằng chỉ cần là vấn đề khiến dư luận xã hội quan tâm thì các cơ quan tố tụng sẽ chủ động rà soát. Chuyện này được quy định rõ tại thông tư 28/2020 của Bộ Công an. Riêng thông tin được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, cán bộ cần tiếp nhận bằng cách sao chụp, ghi chép hoặc in bài viết ra giấy để báo cáo lãnh đạo, chỉ huy. Trong trường hợp tin báo về tội phạm xác định được dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan, đơn vị nào thì đơn vị, cơ quan đó sẽ ghi nhận và giải quyết. Nhìn vào sự việc lần này, những livestream của bà Nguyễn Phương Hằng khiến dư luận quan tâm trong suốt thời gian qua. Vì thế nên dù có đơn tố cáo hay không thì cơ quan kiểm tra vẫn sẽ chủ động rà soát. Vị lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân quận này còn cho biết đã có những vụ án xuất phát từ lời tố cáo trên mạng xã hội. Câu chuyện đầu cơ khẩu trang của một giám đốc bệnh viện bị phát giác là ví dụ điển hình. Khi đó, cơ quan điều tra cũng nắm bắt thông tin từ các bài viết trên Facebook và lấy đó làm tài liệu điều tra. Việc cơ quan điều tra Bộ Công an lần này chủ động thu thập tin báo tố giác tội phạm từ những livestream của bà Nguyễn Phương Hằng là điều hoàn toàn đúng với quy định pháp luật. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Vân không biết mình làm gì sai để bị cấm sóng. Quý vị thân mến, thời gian qua, hình ảnh của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì nhiều lùm xùm, trong đó có vụ khẩu chiến với nữ streamer kiêm doanh nhân sở hữu khối tài sản nghìn tỷ nọ cùng với việc quảng cáo sản phẩm kém chất lượng. Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã chia sẻ về một ứng dụng chăm sóc sức khỏe. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nhiều netizen không tấn công nữ nghệ sĩ kỳ cựu vì cho rằng cô kiếm tiền từ việc nhận quảng cáo bất chấp mà không quan tâm đến chất lượng của sản phẩm. Trước ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cho biết ứng dụng này thuộc một dự án cộng đồng của Bộ Y tế. Cô chỉ chia sẻ, không phải quảng cáo và nếu ai không thích thì có thể lướt qua chứ đừng để lại comment không hay. Nhiều người thể hiện sự đồng cảm với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số ý kiến trái chiều. Đáng chú ý có người còn để lại bình luận đề nghị Sở Văn hóa Thông tin TP.HCM cấm sóng Hồng Vân vĩnh viễn. Bình luận này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nữ diễn viên 55 tuổi. Cô trả lời, Vân không biết mình làm gì sai để bị cấm sóng ạ. Trước đó, vào hồi đầu tháng 6 năm 2021, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã đăng tải bài viết xin lỗi đến khán giả về vấn đề quảng cáo sản phẩm.
Vân xin cúi đầu nhận lỗi vì đã thiếu sót trong việc kiểm tra độ uy tín và cách thức bán hàng của sản phẩm mình quảng cáo. Là một nghệ sĩ nhận được nhiều tình cảm và sự ủng hộ, tin tưởng của công chúng, Vân vô cùng hối tiếc khi không ý thức được hết trách nhiệm của mình. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân xin lỗi vì đã thiếu thận trọng trong việc nhận quảng cáo. Những ồn ào trong thời gian qua khiến hình ảnh của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân trở nên kém đẹp trong mắt công chúng. Nhâm Hoàng Khang có thể bị điều tra những gì? Quý vị thân mến, cơ quan điều tra thông tin Nhâm Hoàng Khang bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi tống tiền chủ một trang web cờ bạc. Tuy nhiên, với hàng loạt hành vi từng gây bão mạng gần đây, bị can này có thể bị điều tra nhiều vấn đề khác. Nhâm Hoàng Khang, 34 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, là người nổi tiếng trong giới công nghệ với biệt danh cậu IT, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Như Thanh Niên đã thông tin, Nhâm Hoàng Khang vừa bị Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, tháng 7 năm 2021, C02 nhận đơn tố cáo về việc Khang có hành vi xâm nhập vào trang web liên quan hoạt động cờ bạc. Bằng trình độ cao của mình, Khang đã xâm nhập, nắm các dữ liệu, bằng chứng của trang web này rồi quay sang đe dọa sẽ tố cáo các sai phạm đến cơ quan công an. Khang buộc chủ nhân trang web nói trên phải chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản cho mình. Sau nhiều lần bàn bạc giữa hai bên, Khang đồng ý nhận 400 triệu đồng và tiền đã được chuyển. Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, C02 đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý nghiêm đối với Khang. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 nên việc điều tra bị gián đoạn và đến nay mới khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Khang. Cơ quan điều tra xác định Khang đã tống tiền thành công 400 triệu đồng. Không chỉ hack dữ liệu trang web cờ bạc. Ngoài vụ việc nêu trên, cũng theo C02, Nhâm Hoàng Khang đã lợi dụng sơ hở trong việc bảo quản, lưu giữ dữ liệu bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân, đột nhập lấy trộm thông tin. Hiện nhiều cá nhân đã lên tiếng tố cáo Khang về hành vi này. Một nguồn tin cho biết trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ những tố cáo của công dân đối với Khang. Trước khi bị tố cáo hack trang web cờ bạc để tống tiền vào tháng 7 năm 2021, Nhâm Hoàng Khang đã nổi đình nổi đám trên mạng xã hội với hàng loạt tuyên bố bóc phốt người khác. Khoảng tháng 5 năm 2021, một nữ doanh nhân ở Bình Dương cho rằng Facebook VT viết tắt thường xuyên nói xấu, bôi nhọ mình nên đã tuyên bố treo thưởng tiền tỷ cho ai tìm ra chủ nhân trang Facebook này. Sau đó, trên trang Facebook cá nhân của mình, Nhâm Hoàng Khang đăng status thể hiện chấp nhận tham gia thử thách và sẽ chỉ lấy nửa số tiền treo thưởng, phần còn lại để vị doanh nhân kia làm từ thiện. Gần một tháng sau, vị nữ doanh nhân livestream tuyên bố Nhâm Hoàng Khang đã tìm ra chủ Facebook VT, còn tiền treo thưởng thì em ấy chưa bao giờ nhận của tôi một xu, đó là nghĩa khí của em ấy dành cho tôi. Tuy nhiên, mối quan hệ hữu hảo này chẳng bền lâu, khoảng 3 tháng sau, giữa Nhâm Hoàng Khang và vị nữ doanh nhân nảy sinh mâu thuẫn, từ đó hai bên trở mặt tố nhau ồn ào trên mạng xã hội. Trong tháng 6 năm 2021, Nhâm Hoàng Khang cũng livestream nói rằng những bằng chứng được dùng để ép một nghệ sĩ giải ngân sau khi nghệ sĩ này bị nữ doanh nhân nói trên tố ngâm tiền từ thiện là do Khang cung cấp và tuyên bố chấp nhận bị tội và quan trọng là chứng cứ đó dùng với mục đích gì. Cũng trong tháng 6 này, Khang đăng tải loạt tin nhắn gây sốc từ tài khoản được cho là của một ca sĩ trẻ con nuôi ca sĩ Phi Nhung với nội dung muốn tách ra khỏi nhà ca sĩ Phi Nhung và số tiền hàng trăm triệu đồng tiền thưởng từ một cuộc thi của nam ca sĩ vẫn chưa được ekip của ca sĩ Phi Nhung trả lại. Cậu IT còn nhanh nhảu kêu cứu thay cho ca sĩ trẻ, thậm chí còn cho biết sẽ gửi đơn tới cơ quan công an. Hack tài khoản người khác là phạm pháp. Hành vi Nhâm Hoàng Khang công khai khoe khoang thành tích hack lấy cắp thông tin cá nhân của người khác diễn ra một thời gian dài, khiến dư luận bức xúc. Điều đáng lo ngại là một số người còn cổ suý cho hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật này của Khang. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần làm rõ hành vi của Nhâm Hoàng Khang. Nếu thực sự hack tài khoản mạng xã hội của cá nhân, tổ chức thì phải xử lý nghiêm. Theo luật sư Nguyễn Đức Chánh, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, hành vi hack lấy cắp thông tin cá nhân của người khác là vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất mức độ hậu quả của hành vi mà người vi phạm gây ra có thể bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Về xử phạt hành chính, theo luật sư Chánh, Điều 80 Nghị định 15/2020/NĐ-CP nếu hành vi bẻ khóa trộm cắp, sử dụng mật khẩu, khóa mật mã và thông tin của tổ chức cá nhân khác trên môi trường mạng sẽ bị phạt tiền từ 10 tới 20 triệu đồng. Đối với hành vi truy cập trái phép vào mạng hoặc thiết bị số của người khác để chiếm quyền điều khiển thiết bị số hoặc thay đổi, xóa bỏ thông tin lưu trữ trên thiết bị số hoặc thay đổi tham số cài đặt thiết bị số hoặc thu thập thông tin của người khác sẽ bị phạt tiền từ 30 tới 50 triệu đồng.
Mức phạt tiền trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. Về xử lý hình sự, luật sư Nguyễn Minh Hùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết tùy từng hành vi cụ thể mà người phạm tội có thể phải chịu trách nhiệm về tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông hoặc các tội xâm phạm sở hữu. Theo đó, một số tội danh mà người hack tài khoản có thể bị xử lý hình sự như tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác theo quy định tại Điều 289 Bộ Luật Hình sự. Hoặc tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 290 Bộ Luật Hình sự, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc cưỡng đoạt tài sản. Chính quyền Hà Tĩnh tuyên bố bất ngờ về số tiền 40 tỷ Thủy Tiên quyên góp, cộng đồng mạng lập tức so sánh sao kê. Quý vị thân mến, sau gần một năm nhận 177 tỷ đồng từ các mạnh thường quân để cứu trợ bà con miền Trung, Thủy Tiên liên tục vướng vào những ồn ào trên mạng xã hội. Mới đây nhất, nữ ca sĩ đã sao kê 18.000 tờ và nhờ pháp luật vào cuộc. Phía FC Thủy Tiên liên tục đưa ra thông báo làm rõ số tiền cứu trợ ở các địa phương và giải đáp những thắc mắc của cư dân mạng. Tuy nhiên, một bộ phận cộng đồng mạng vẫn tiếp tục nghi ngờ. Đến sáng nay, ngày 6 tháng 10, trên nhóm FC Thủy Tiên có bài viết cho biết chính quyền địa phương tại Hà Tĩnh đã xác nhận có số tiền hơn 40 tỷ đồng từ phía nữ ca sĩ để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau thiên tai cũng như xây dựng nhà chống lũ. Phía bà xã Công Vinh viết, bà Mai Thủy đã xác nhận số tiền Thủy Tiên thay mặt Mạnh Thường Quân trao cho bà con bị thiệt hại tại vùng lũ là hơn 20 tỷ, cụ thể là 20 tỷ 295 triệu 500 nghìn đồng và đóng góp 10 nhà cộng đồng trị giá 20 tỷ. Tất cả các danh sách nhận hỗ trợ đều có giám sát và xác nhận, đóng dấu đỏ của địa phương, bà Thủy khẳng định. Như vậy, tổng số tiền ủng hộ tại Hà Tĩnh là 40 tỷ 295 triệu 500 nghìn đồng, hoàn toàn đúng như con số Thủy Tiên đã công khai trước đó. Bên cạnh đó, trả lời trên báo Lao động, bà Nguyễn Thị Mai Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đoàn từ thiện do ca sĩ Thủy Tiên đại diện đã trực tiếp trao 20 tỷ đồng cho bà con, trong đó đa số các suất trị giá 10 triệu đồng, có vài hoàn cảnh đặc biệt thì trao 60 hoặc 80 triệu đồng. Đáng nói nhất, có một hộ ở xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà làm trang trại chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề được trao 200 triệu đồng. Ngoài ra, thông qua ủng hộ của Mạnh Thường Quân, ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ Hà Tĩnh 20 tỷ đồng để làm 10 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ, mỗi nhà trị giá 2 tỷ đồng. Xác nhận của chính quyền địa phương Hà Tĩnh cũng hoàn toàn trùng khớp với bảng thống kê do đích thân Thủy Tiên, Công Vinh công khai trước đó. Tại thời điểm đó, sự việc trao 200 triệu đồng cho hộ dân mất trang trại chăn nuôi cũng từng diễn ra và thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Hiện tại, vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh và luật sư đang thu thập thêm bằng chứng và nhờ pháp luật vào cuộc làm rõ về ồn ào bị tố ăn chặn từ thiện. Trấn Thành có động thái mới sau khi Bộ Công an rà soát vấn đề từ thiện, dân mạng liền có cớ mỉa mai. Kính thưa quý vị, trong thời gian gần đây, Trấn Thành là một trong hàng loạt nghệ sĩ bị dính đến lùm xùm từ thiện. Trước những tin đồn lan truyền về vấn đề thiếu minh bạch trong việc kêu gọi tiền từ thiện, vào ngày 7 tháng 9, Trấn Thành đã là nghệ sĩ đầu tiên trong danh sách bị gọi tên tung ảnh chụp sao kê ngân hàng để chứng minh số tiền hơn 9,6 tỷ đồng anh quyên góp được vào năm ngoái. Trấn Thành còn tuyên bố anh bị những tin đồn thất thiệt vu khống. Những ai đã khẳng định trong tài khoản tôi có hơn 120 tỷ trong những ngày qua là những người vu khống. Các bạn đang nợ gia đình chúng tôi một lời xin lỗi. Tuy nhiên, bản sao kê của Trấn Thành lại gây tranh cãi khi bị bôi đen, che mờ nội dung chuyển khoản và đối diện với hàng loạt thắc mắc của dư luận. Đáng nói, câu chuyện về sự minh bạch của các nghệ sĩ tiếp tục là vấn đề gây tranh luận gay gắt. Chưa bao giờ niềm tin của khán giả với nhiều nghệ sĩ hàng đầu lại bị đặt nhẹ như vậy. Mới đây nhất, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an đã xác nhận đang phối hợp cùng các ngân hàng làm rõ việc tiếp nhận, quyên góp, quá trình giải ngân của các tài khoản đã huy động tiền từ thiện trong thời gian bão lũ miền Trung năm 2020. Chính thông tin này đã khiến dư luận càng hướng sự chú ý đến nhiều nghệ sĩ liên quan đến vụ lùm xùm từ thiện. Đáng nói, ai nấy không khỏi thắc mắc khi các nghệ sĩ như Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng hay Trấn Thành đều không hề đề cập đến vấn đề này trên trang cá nhân nữa. Mới đây vào tối ngày 4 tháng 10, Trấn Thành bất ngờ có động thái mới trên trang Instagram khi đăng ảnh khoe thành quả nấu ăn của mình khi ở nhà cùng với dòng trạng thái bún chả Hà Nội em làm. Trong suốt thời gian ở nhà vì ảnh hưởng của dịch bệnh, nam MC tỏ ra vô cùng yêu thích việc nấu ăn. Câu chuyện sẽ không có gì đáng nói khi lùm xùm từ thiện của nam MC đang đến hồi căng thẳng. Vì vậy mà mỗi động thái của Trấn Thành đã thành mục tiêu công kích của nhiều anti-fan.
Mặc dù chưa có kết luận cuối cùng dưới góc độ pháp luật, nhưng nhiều cư dân mạng vẫn thể hiện thái độ mất niềm tin với nam MC Trấn Thành trong vấn đề từ thiện. Thậm chí không ít người còn thả bình luận mỉa mai về động thái như không có chuyện gì của Trấn Thành giữa scandal chấn động. Ăn nhiều chứ mấy hôm nữa không order được đâu anh ơi, giờ này còn tâm trí đăng bài. Thậm chí khi bài đăng này được chia sẻ vào nhiều hội nhóm, hàng loạt cư dân mạng cũng có những bình luận với thái độ tương tự và không quên nhắc tới bản sao kê gây tranh cãi. Sao chụp hình đồ ăn nét dữ dạ, tới từng cọng bún tàu trong chả luôn mà mấy tờ sao kê đọc mắt muốn lên độ. Ảnh đồ ăn nét căng, còn ảnh chụp sao kê thì như thằng quáng gà chụp vậy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị đừng quên chia sẻ đến nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh Đồng hành cùng với Tin tức 24 giờ HD. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.